Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại kênh Đồng Nai Quê Tôi. Hiện nay kênh Đồng Nai Quê Tôi đang có mặt tại chợ Tân Biên. Ngày hôm nay gửi đến quý các bạn một số hình ảnh tại khu vực chợ Tân Biên, phố Nai, và điểm đến của chúng ta ngày hôm nay là khu Hòa Bình và chợ Hòa Bình. Đây là khu phía bên trong chợ đầu mối Tân Biên này quý vị. Ngày hôm nay ngày 29 tháng 2 năm 2024, ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tháng 2 rồi quý vị. Đây, phía bên đây bán trái cây rất là nhiều, xoài, dâu, cam, quýt, mận. Khu này thì họ bán bỏ mối ha quý vị. Chợ Tân Biên nếu như chúng ta đi vào giấc buổi tối sẽ đông vui và nhộn nhịp hơn, chắc khoảng 12 giờ. Quýt ở đây họ đóng từng sọt luôn nè quý vị. Cam nè, chuối nè. Đây có táo nè. Dưa lê. Thời điểm này là khoảng 7 giờ 45 buổi sáng rồi quý vị. Đây, chỗ này bán dưa hấu với lại thanh long. Phía bên trong lồng chợ thì vào giấc đêm 2-3 giờ sáng thì mới đông vui, nhưng mà hiện nay thì rất là vắng. Cam họ đóng thành từng thùng thôi quý vị. Mùa này thì cam Vinh rất là nhiều. Chợ Tân Biên đa số là các mặt hàng rau củ quả và trái cây. Xoài keo này, xoài keo mini đóng thành từng bịch luôn. Đường này là đường đi xuống bên trong lồng chợ này. Phía bên trong thì bán rau củ quả rất là nhiều. Đây quý vị thấy cà rốt, khoai tây, củ sắn, hành tây này. Cái bảng chợ Tân Biên đây quý vị. Dạ, tới đây là chúng ta đi được một vòng chợ rồi đó quý vị. Thời tiết ngày hôm nay thì rất là đẹp ha, trời thì xanh và ít mây. Đây, hoa phát lộc đây. Phát lộc này bao nhiêu tiền một cành em? 30.000, đẹp quá ha. Hoa ly đủ loại. Tôm càng. Ủa, ngoài đây họ bày hải sản, tôm cá họ bán là cái gì? Phía bên tay trái đây là khu chợ sạch. Tiếp tục thì kênh Đồng Nai của tôi sẽ di chuyển hướng đi về nhà thờ Giáo xứ Hà Nội.
này họ bán các cái máy móc, máy bơm rất là nhiều. Phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn có thể nhìn thấy đó là công viên 30 tháng 4. Dọc đường này thì chúng ta có thể thấy họ bán bánh gai rất là nhiều ha quý vị. Đây có bánh gai nè, khu nhà thờ giáo xứ Hà Nội. Đây nhà thờ giáo xứ Hà Nội đây quý vị. Tiếp tục thì kênh Đồng Nai của tôi sẽ di chuyển hướng đi về nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm. Lúc này thì trời nắng bắt đầu gắt rồi quý vị. Hướng đường này đi thì sẽ bị ngược sáng, cho nên là quý các bạn nhìn thấy một số hình ảnh nó sẽ không được rõ, mong quý các bạn thông cảm. Này có một số cửa hàng đồ gỗ này. Khu này thì vẫn thuộc phường Tân Biên thôi quý vị. Qua khỏi giáo xứ Thánh Tâm thì là thuộc phường Tân Hòa. Đây quý vị, đường quốc lộ xe chạy rất là ghê, đặc biệt là những cái xe giường nằm như này. Chỗ này thì có một số quán phở như phở Bảy Cù cơ sở 2 nè quý vị nè. Rồi cơm, rồi cơm phở Đức Tài. Sát bên đây là bệnh viện Thánh Tâm. Bệnh viện Thánh Tâm còn có tên gọi khác là Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Hai góc ngã ba này là khu bên phải thì là nhà thờ Thánh Tâm, khu bên trái là đường rẽ vào chợ Thánh Tâm và đền Thánh Martin. Dọc đường này bình thường sẽ có một số cái xe họ bán trái cây với lại các cái đồ rau củ quả ha quý vị. Hôm nay chỉ có một cái chỗ này họ bán thanh trà nè.
đây phía bên tay phải màn hình quý vị các bạn, khu vực chỗ này là thuộc phường Tân Hòa. Chúng ta chuẩn bị bước vào khu làng Mộc Hòa Bình. Ngay chỗ ngã ba này là đường rẽ vào giáo xứ Hòa Bình. Dọc chỗ này có một số tiệm bán bánh mì heo quay rất là ngon quý vị. Trước màn hình quý các bạn là cổng giáo xứ Hòa Bình. Sáng ở đây cũng có một số người họ bán trái cây rồi quý vị, khu chợ nhỏ trong đây nè. Và ở đây thì có rất là nhiều nhà họ làm những cái bàn, những cái ghế. Đây là rất nổi tiếng với tên gọi là làng Mộc Hòa Bình đó quý vị. Cái này thì có một cái tháp chuông rất là lớn. Đường đi vào quý vị, cái tháp chuông rất là lớn. Phía xung quanh nhà thờ ở đây, cổng chính của nhà thờ giáo xứ Hòa Bình nè quý vị. Bổn mạng của giáo xứ Hòa Bình là lấy bổn mạng là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là đền thờ Thánh Giuse. Phía trên là lại Đức Mẹ. Nay chạy vô quay đài Đức Mẹ cho quý vị các bạn cùng xem. Này đang có một số người đang đọc kinh. Đây, trước màn hình quý vị các bạn là tượng Đức Mẹ Ave Maria. Rùm lớn lên cho quý vị cùng xem. Đây thì có mộ của các cha đã qua đời và đã làm việc tại giáo xứ Hòa Bình. Đây dọc đường đây quý vị các bạn thấy là những cái nhà họ bán các cái tủ gỗ, bàn ghế rất là nhiều.
Lâu lâu thì quý bạn thấy có những chiếc xe họ chở bàn ghế bằng gỗ này. Khu này là thuộc phường Tân Hòa quý vị, thuộc khu phố 6 phường Tân Hòa. Đây quý vị thấy là khu ga Hồ Nai đây. Khu này thì rất là hay kẹt xe ha quý vị. Có những cái xe container rất là lớn. Đây quý vị xem là hai chiếc đậu hai bên luôn. Đây là khu chợ nhỏ nè quý vị nè. Đường này đi thẳng thì chúng ta có thể ra được khu giáo xứ Ngũ Phúc. Khu này lại thuộc phường Long Bình. Họ chở hai bên đường này xe cộ đi lại cũng rất là nguy hiểm ha quý vị. Những cái xe lớn mà nó chỉ lật bánh một cái thôi là rất là nguy hiểm. Cái hố này thì nằm ở phía bên tay trái là quý vị nè. Đường ở đây thì cũng có một đường rẽ vào khu công nghiệp Amata. Từ đây nhìn xa xa quý vị các bạn có thể thấy được nhà thờ giáo xứ Ngũ Phúc. Nhà thờ giáo xứ Ngũ Phúc năm nay làm Giáng sinh lên đèn nhìn cũng rất là hoành tráng, mặc dù nhà thờ chưa có hoàn thiện xong đó quý vị. Đây, đường này chúng ta cũng có thể ra quốc lộ 1 luôn này.
Và ngày hôm nay thì kênh Đồng Nai Quê Tôi gửi đến quý các bạn một số hình ảnh tại khu chợ đầu mối Tân Biên và điểm cuối là khu chợ nhỏ tại Hòa Bình. Đến đây tôi xin phép dừng video đây. Hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như quý các bạn yêu mến kênh Đồng Nai Quê Tôi, quý các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe, đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai Quê Tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo.